Tiếp nối chương trình, anh chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả anh Ba Sam Nguyễn Hữu Vinh. Từ phòng thủ tới phòng the. Còn gì bi hài hơn trước thềm hội nghị văn hóa toàn quốc, một vụ phản văn hóa tập thể kéo theo cả chục cán bộ đảng viên các cấp, các cơ quan bị kỷ luật chỉ vì một màn truy hoang của ông Bí Thư huyện ủy. Đó cũng là món mở hàng cho văn bản mới, quy định số 37 trên quy định Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Trớ trêu thêm là nó diễn ra ngay giữa một cuộc diễn tập phòng thủ khu vực tại hòn đảo được coi là phên dậu của đất nước. Thế mà vẫn chưa hết chất bi hài khi mà trong suốt nửa tháng, người dân theo dõi vụ việc cứ bị bất ngờ bởi những thông tin mù mờ, mâu thuẫn, thậm chí như bị lưới qua hệ thống báo chí nhà nước để rồi tha hồ đồn đoán này tìm kiếm thông tin trên mạng. Từ vụ tố cáo hiếp dâm, ban đầu qua báo chí, chỉ biết ở huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh, nhân có cuộc giao lưu của các cơ quan đã xảy ra chuyện nghiêm trọng dẫn tới ông chúa đảo bí thư chủ tịch huyện bị tố hiếp dâm cán bộ cấp dưới. Công an huyện nhanh chóng vào cuộc, còn cẩn trọng hướng dẫn nạn nhân đừng tắm rửa gì để họ báo cáo lên giám đốc công an tỉnh. Ngay trong đêm, công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với nghi phạm và lấy mẫu tinh trùng trong người nạn nhân mang đi giám định. Rồi chỉ 48 giờ sau đó, ban thường vụ tỉnh ủy đã có cuộc họp, ông Bí thư bị đình chỉ công tác ngay. Nghe thì rầm rộ và quyết liệt như vậy nhưng soi cho kỹ từng chi tiết qua nhiều báo thì thấy nổi lên hàng loạt nghi vấn. Tại sao một cuộc vui karaoke được nhiều quan chức địa phương biết và cùng tham gia như vậy mà lại để xảy ra cái chuyện tây đình như thế chỉ có trong cái đám du thủ du thực? Nạn nhân là một cán bộ có gia đình, chồng lại là công an mà sao như trẻ con bị phỉnh đến khách sạn rồi bị ép uống bia, bị ép hát rồi dễ dàng bị cưỡng hiếp mà lại không trực tiếp tố cáo trình bày sự việc mà phải để mẹ chồng làm thay. Trong một vụ án nghiêm trọng thì rất cần lời khai chính xác và trung thực chứ phải không? có khá đủ điều kiện về chứng cứ lời khai để có thể khởi tố vụ án mà sao lại để lâu như vậy, lại còn để nghi phạm tự do rời khỏi đảo nữa chứ. Lại còn không có một thông tin nào trực tiếp từ các nhân chứng từ cơ quan công an về vụ việc này. Tới diễn tập khu vực phòng thủ ha, sau hai tuần công luận nín thở chờ kết quả điều tra, vụ việc mới toe toe ra, không hẳn như báo chí thông tin ban đầu không có án không có hiếp dâm mà chỉ là quan hệ bất chính sau cái màn ăn nhậu hát ca thế mà tưởng nhẹ hóa ra lại rất nặng bởi vì không phải vụ việc xảy ra sau cuộc giao lưu giữa các cơ quan mà sự thực đó là cả một hoạt động hết sức quan trọng với sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều lãnh đạo các ban ngành ở nơi được coi là huyện đảo Tiền tiêu Phên dậu của phía Bắc của Tổ quốc diễn ra trong hai ngày 9 và 10 tháng 11 năm 2021, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ được báo quân đội nhân dân đưa tin là đã hoàn thành tốt. Quan trọng bởi nó thực tập chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ. Hỡi ôi, sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ là như vậy đâu. Để ít nhất có tới 12 cá nhân chức sắc, hai tổ chức đảng bị kỷ luật qua một cuộc vui vẻ quá đà và truy hoang giữa đại dịch. Những con người đóng vai trò quan trọng như vậy mà phòng thân còn chẳng xong thì làm sao mà lo phòng thủ cho đất nước được chứ? Kẻ thù có tới chỉ cần đem đạn bọc đường ra bắn thôi á là có thêm tay sai bán nước đâu cần đổ máu đâu nào. Báo chí, tổ chức đảng đáng tiếc trong vụ việc này toàn bộ hệ thống báo chí nhà nước đã đóng vai trò thụ động, không đem tới cho xã hội những thông tin minh bạch, đầy đủ và chính xác. Hầu như các báo chỉ nhận thông tin chung chung từ phía cơ quan đảng, chính quyền, rồi dễ tin vào một lá đơn cùng với lời trình bày của người nhà nạn nhân mà không có nhân chứng lời khai nạn nhân, đồng nghiệp nạn nhân, người dân, không truy vấn người trong cuộc để tìm ra sự thật ứng chứa ở bên trong. Không thấy báo cáo nào, không thấy một tờ báo nào cho biết vụ việc xuất phát từ cuộc diễn tập khu vực phòng thủ khi thông tin về các án kỷ luật từ tổ chức đảng cũng không làm rõ được là ngoài lý do vi phạm quy định về nêu gương, quy định những điều đảng viên không được làm, quy định về sử dụng rượu, bia và kỷ luật kỹ cương công vụ, còn có việc tiếp tay cho ông Bí Thư quan hệ bất chính hay không? Nếu thiếu đó thì cần phải nghiêm túc điều tra và xử lý, thậm chí có mâu thuẫn nghiêm trọng. Ví dụ, trong những ngày đầu các báo đều cho biết là có lá đơn của một người dân tố cáo ông bí thư hiếp dâm nhưng kết cục thì lại hoàn toàn khác rằng đơn tố hành vi không trong sáng với nhân viên cấp dưới không thấy báo nào đặt cái câu hỏi về lá đơn tố cáo tội phạm kia chẳng khác gì giúp che giấu cho một hành vi có thể là vu cáo vậy độc giả tin vào đâu pháp lý và đạo lý về phía công an tuy vào cuộc nhanh nhưng đã tỏ ra lúng túng chậm công bố kết quả. Cái tiếng án hiếp dâm kéo dài gây nhiều đồn đoán không có lợi trong dư luận. Đến khi đã có thể khẳng định không có chuyện hiếp dâm nhưng cơ quan này cũng không chính thức công bố cho báo chí, trong khi đơn tố cáo của gia đình nạn nhân thì đã được gửi đi khắp nơi. Những thông tin về án kỷ luật của bên Đảng cũng không thể làm thay được, đặc biệt rất rõ dấu hiệu vu khống cho ông bí thư nhưng cũng không được đánh giá liệu có cấu thành tội phạm hay không hay chỉ xử lý hành chính thôi. Qua thông tin của báo chí trước và sau kết luận vụ việc, người ta có thể phỏng đoán ý đồ của những ai đó trong cuộc muốn giữ danh dự hoặc trả thù mà dẫn tới hành động bất nhẫn dựng chuyện hiếp dâm. Nếu có, hành vi này cần phải bị lên án, phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. Ngoài ra không loại trừ khả năng gài bẫy trong nội bộ để hạ bệ ông Bí Thư. Với các tập thể, các cán bộ lãnh đạo đảng bị kỷ luật đảng, cũng cần thêm hai dấu hỏi là liệu họ có vi phạm cái nghị định 117 trên 2020 nghị định chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và luật phòng chống tác hại của rượu bia hay không. Cần cởi trói lần hai cho văn hóa, văn nghệ. Tất cả hiện tượng đó là quá đủ nhầy nhụa những cái chất liệu cho một bức tranh văn hóa đương đại thưa quý vị. Ở một xã hội bình thường sẽ có những bài viết phân tích lên án từ nhiều góc độ về văn hóa đạo đức, thậm chí có cả trong văn học, điện ảnh hay chỉ những bức biếm họa thôi sẽ góp phần đấu tranh với tệ nạn thói đạo đức giả trong giới chức quyền. Đó là những thứ vũ khí sắc bén chống tiêu cực, chứ đâu phải chỉ đốt lò là đủ đâu nào. Thế nhưng ai cũng biết là không thể có với thực tế bao năm nay. Trong lúc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vừa được bổ sung chức năng nhiệm vụ quyền hạn với cái tên cũng mới, thêm hai chữ tiêu cực vào, có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam rất muốn cố gắng tẩy sạch những cái thứ văn hóa đồi bại trong lối sống, gọi là suy thoái biến chất như vụ việc vừa qua trong hàng ngũ cán bộ đảng viên. Để hiểu đó, nói đến văn hóa không chỉ nghĩ tới văn học nghệ thuật mà sâu xa rộng hơn là cả lối sống từ các đạo đức. Ngót 35 năm trước, Đảng Cộng sản Việt Nam làm cuộc đổi mới, trong đó có khái niệm cởi trói cho văn hóa văn nghệ. Cả nước như bừng tỉnh, nhiều nhà văn nghệ sĩ đã có những tác phẩm để đời. Văn hóa văn nghệ được cởi trói đã góp phần rất lớn đấu tranh cho cái ác, cái xấu, tạo dựng thêm cho nền văn hóa phong tục tập quán đẹp của dân tộc. Thế rồi, chỉ được vài năm, có lẽ từ sự sụp đổ của bức tường Berlin, hay cuộc biểu tình bị đàn áp ở Thiên An Môn đã khiến cho cánh cửa đổi mới văn hóa Việt Nam bị đóng sập lại. Hậu quả ghê gớm của cuộc cởi rồi lại trói đó là nay chúng ta đã thấy ngày càng rõ. Đổi mới không thể chỉ là kinh tế, còn nếu chưa dám đổi mới chính trị, tư tưởng thì cũng rất cần song hành đổi mới cho văn hóa văn nghệ. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nhận xét, gần đây tôi không thấy có bài hát nào hay nghe đơn giản như vậy nhưng đó liệu có phải là vô tình hay hữu ý một gợi ý cho các nhà quản lý tham mưu rằng muốn có một bài hát hay một bộ phim vở kịch cuốn tiểu thuyết hay thì người nghệ sĩ những người hoạt động văn hóa dứt khoát phải được cởi trói một lần nữa anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của tâm thức việt ttv xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau